Sau một năm làm dâu Ấn Độ, Nguyệt Ánh mới thông báo có bầu. Vừa đăng ảnh, nhiều người nhảy vào bình luận vì diện mạo ngỡ ngàng. Sau đám cưới, Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ sống rất kín đáo, chưa một lần cùng nhau đi dự sự kiện như các cặp vợ chồng khác. Đúng tháng 3 năm ngoái, khán giả Việt xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Nguyệt Ánh tổ chức đám cưới với một người đàn ông Ấn Độ. Hôn lễ của cả hai được tổ chức ấm cúng bên bờ biển, chỉ với sự tham dự của người thân và những người bạn bè thân thiết nhất. Một năm vừa qua, Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ hầu như không cùng nhau đi dự sự kiện như các cặp đôi khác. Nhiều khi chỉ có mặt vài bức ảnh của cả hai đi du lịch. Nguyệt Ánh không phải về Ấn Độ làm dâu nên cô vẫn có thời gian hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Song song đó, vợ chồng cô còn mở một trung tâm yoga nữa. Hôm tổ chức cưới ở Việt Nam, người thân chú rể cũng góp mặt khá đông. Đúng một năm sau cưới, Nguyệt Ánh mới chia sẻ tin vui mình đang mang bầu con đầu lòng. Trên Facebook, Nguyệt Ánh cho biết mình mang thai nhưng chưa hé lộ được mấy tháng, chỉ biết hiện tại cân nặng là 50 kg. Rất nhiều người đã vào chúc mừng và chung vui với Nguyệt Ánh. Bên cạnh đó còn khen cô vẫn giữ được gương mặt xinh đẹp. Gương mặt mộc của bà bầu vẫn rất xinh, dường như chẳng có gì thay đổi so với trước. Nhiều người vào chúc mừng Nguyệt Ánh và dành lời khen ngợi cho cô. Khi được gợi ý chụp bụng thì nữ diễn viên đã từ chối khéo. Xem ra vòng bụng của cô đã tăng khá nhiều nên không thể đo eo được nữa. Sau cưới, vợ chồng Nguyệt Ánh cũng hay đi ra nước ngoài cùng nhau. Nguyệt Ánh là diễn viên quen thuộc trong các phim điện ảnh và truyền hình. Cô gây ấn tượng với vai diễn trong bộ phim Cổng Mặt Trời. Thành công về sự nghiệp nhưng đường tình duyên của Nguyệt Ánh khá trắc trở. Cô từng trải qua nhiều mối tình không thành công, thậm chí đã có lần nữ diễn viên lên tiếng tố cáo người yêu nợ nần không trả. Hôm qua anh mơ hay tất cả là sự thật, sao môi anh run và nước mắt vẫn tuôn, mắt anh đẫm lệ, hy vọng em sẽ về, cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chờ, đừng kể thêm đi. Em tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày, xem ra anh chẳng còn là gì của em, mắt anh nhắm lại không thể thêm nhắc lại. Mặc dù cho em là người con gái anh yêu rất nhiều, một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng, ngoài người mà em luôn nói là mãi yêu còn một người nữa, người đó đã biết hay chưa, đã biết bên em đã có anh chưa? Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng, ngoài người mà em luôn nói là mãi yêu còn một người nữa, người đó đã biết hay chưa, đã biết bên em đã có anh chưa? Xem ra anh chẳng còn là gì của em. cho em là người con gái anh yêu rất nhiều, một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng. Ngoài người mà em luôn nói là mãi yêu còn một người nữa, người đó đã biết hay chưa, đã biết bên em đã thấu anh chưa? Why?